Rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm các bài tập ở trang 14. Bài 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hay hẳn? Xác định các hệ số ABC của mỗi phương trình bậc nhất hay hẳn đó. Thì mình biết rằng là phương trình bậc nhất hay hẳn là phương trình là một hệ thức có dạng là AX cộng BY bằng C. Trong đó, A, B, C là những số cho trước. A, B không đồng thời bằng 0. Nè, A, B không đồng thời bằng 0. Thì cái việc mà A, B không đồng thời bằng 0 người ta còn ghi thế này. A bình cộng B bình phải phải khác không? Đó. Ghi như thế này. Có nghĩa là A và B không đồng thời bằng 0. Rồi, như vậy thì mình thấy là câu A này. Mình thấy đây có dạng là AX cộng BY bằng C, đúng không? Cho nên là đây chính là phương trình bậc nhất hay hẳn. Đây là phương trình bậc nhất hay hẳn. Xác định hệ số ABC của mỗi phương trình bậc nhất hay hẳn đó. Với A bằng 2, B là hệ số của Y bằng 5, C trừ 7. Câu B. À, đây mình thấy là A bằng 0, B bằng 0 luôn. Nên bạn này không phải là phương trình bậc nhất hay hẳn. Đây không là phương trình bậc nhất hay hẳn vì A bằng B bằng 0. Đây, A bằng B bằng 0. Câu C. A bằng 0, B khác 0. Do đó đây là phương trình bậc nhất hay hẳn. Đây là phương trình bậc nhất hay hẳn. A bằng 0, B bằng trừ 5 phần 4 và C bằng 3. A bằng 0, B bằng trừ 5 phần 4 và C bằng 3. Cuối cùng, A khác 0, B bằng 0. Ok, bạn này cũng là phương trình bậc nhất hay hẳn. Câu D. Đây là phương trình bậc nhất hay hẳn với A bằng 0,2, B bằng 0, C thì bằng trừ 1,5. Rồi, mình xong bài 1. Chúng ta sang bài 2. Trong các cặp số này, cặp số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau? Câu A. Thầy muốn biết trong 3 cặp số này, cặp số nào là nghiệm của phương trình này? Thì chúng ta lần lượt thế vào nha. Thế x bằng 1, y bằng 1 vào. Nếu mà vế trái nó bằng vế phải thì lúc đó cặp số đó là nghiệm của phương trình này. Còn thế vào mà vế trái nó không bằng vế phải thì không phải là nghiệm. Câu A ha. Bây giờ mình thay bạn này vào đây. Ta có thì thay vào nè, 4 nhân x. 4 nhân x chính là 4 nhân 1. Cộng 3 nhân y, cộng 3 nhân y cũng bằng 1 luôn. 4 nhân 1 là 4, cộng 3 là bằng 7. 7 thì bằng vế phải. Đó, bạn này ok nè. Cặp số 1, 1 này ok nè. Rồi, tới cặp số trừ 2, 5. 4 nhân x, x là bằng trừ 2. Cộng 3 nhân y bằng 5. Chúng ta được là
15, 15 trừ 8. 15 trừ 8. Mình được 7. À, cũng bằng với phải luôn. Vậy cặp này cũng cũng ok. Rồi bây giờ tới cặp cuối cùng là 02. 4 nhân x, x bằng 0. Cộng 3 nhân y bằng 2. Mình được 6. 6. 6 thì vế phải là 7 mà. Còn đây là 6 thì không bằng vế phải. Vậy thì cặp số này không phải nè, không phải là nghiệm. Rồi, mình kết luận thôi. Vậy 1, 1 và trừ 2, 5 là nghiệm của phương trình 4x cộng 3y bằng 7. Rồi, mình xong câu A. Câu B cũng tương tự như vậy. Cho mình xin tờ giấy khác. Câu B cũng tương tự như vậy các em. Mình cũng thế vào. 1, 1, mình thế vào đây. Thì 3 nhân x là 3 nhân 1. Trừ 4 nhân y là 4 nhân 1. Mình thấy là 3 trừ 4 bằng trừ 1. Trừ 1 thì bằng vế phải đúng không? Bằng vế phải. Do đó 11 là một nghiệm của phương trình này. Tiếp theo cặp số thứ hai là trừ 2, 5. Mình thế vào. Trừ 2 mình thế vào x. 3 nhân trừ 2. Trừ 4 nhân y. Y bằng 5. À, chỗ này mình không cần ngoặc. Thì lỡ rồi, kệ nó. Mình được là 20. 20 mà trừ 20 với trừ 6 là mình được trừ 26. Mình được trừ 26. Mà vế phải là bằng trừ 1 đúng không? Không bằng vế phải. Nên bạn này không phải là nghiệm. Cuối cùng 02. 3 nhân x, x bằng 0. Trừ 4 nhân y là 2. Chúng ta được trừ 8. Mà vế phải là trừ 1 nên cũng không bằng vế phải. Đó. Vậy thì mình chỉ có cái cặp số là 11 là nghiệm của phương trình này thôi. Vậy 1, 1 là nghiệm của phương trình 3x trừ 4y bằng trừ 1. Đó. Còn hai bạn còn lại không phải. Mình khỏi cần ghi cũng được, bởi vì người ta chỉ hỏi mình là cặp số nào là nghiệm thôi. Còn không phải là nghiệm thì người ta cũng không hỏi, nên mình không cần trả lời. Rồi. Chúng ta xong bài 2. Bài 3. Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của mỗi phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ OT. Thì thực chất bài này chẳng qua là vẽ đồ thị của hàm số thôi. Chúng ta đã được học ở lớp 8 ha, bây giờ mình ôn lại thôi. Đây. 2x cộng y bằng 3. 2x cộng y bằng 3. Thì có nghĩa là y bằng trừ 2x cộng 3. Đúng không? Y bằng 2x mình chuyển sang phải là trừ 2x cộng 3. Đây, 2x cộng y bằng 3. Hay 2x mình chuyển sang phải trừ 2x cộng 3. Y bằng trừ 2x cộng 3. Rồi, từ đây mình có tất cả các nghiệm của phương trình này được biểu diễn bởi cái đường thẳng này. Được không? Từ đó tất cả các nghiệm của cái phương trình đã cho được biểu diễn
bởi cái đường thẳng. Đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn cái đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. X này, y này. Cho x bằng 0. Cho y bằng 0 thì chúng ta được y bằng 3. Cho y bằng 0, mình thế vào đây, 0, thì giải ra chúng ta được x bằng 3 phần 2. Đúng không? Thầy vẽ tay cho nhanh nha. 1, 2, 3, đấy. Điểm x bằng 0, y bằng 3 là điểm này. Điểm thứ hai là x bằng 3 phần 2, y bằng 0. À, đây là 3 phần 2 là số dương mà. Đây, 3 phần 2 là 1,5. Đây là 1 này. Đây 2 này. 1,5 đây. Đây là 1. Đây là 2. Đây là 3 phần 2. Bạn này là 3 phần 2. Đây là 0. Đây là x. Đây là y. Rồi, mình kẻ đường thẳng đi qua hai điểm này thôi. Rồi. Đây là 1, đây là 2 nha. Đây là 1, đây là 2. Đây chính là đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3 của chúng ta. Có nghĩa là tất cả các nghiệm của phương trình này, khi mà chúng ta biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ, thì các điểm đó sẽ kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái đường thẳng. Đường thẳng là tập hợp nhiều điểm thôi. Mình xong câu A. Câu B nè. 0x trừ y bằng 3. Hay 0x thì bằng 0 rồi. Còn trừ y bằng 3. Nhân hai vế cho trừ 1. Thì chúng ta được y bằng trừ 3. Y bằng trừ 3. Vậy thì mình chỉ cần vẽ đường thẳng y bằng trừ 3 là xong, đúng không? Từ đó tất cả các nghiệm của phương trình 0x trừ y bằng 3 được biểu diễn bởi cái đường thẳng có phương trình là y bằng trừ 3. Rồi bây giờ chúng ta vẽ đường thẳng này. Y nè, x nè, thầy vẽ tay cho nhanh nha các em. 0 nè. Thì các em nhớ nè, y bằng trừ 3, y bằng trừ 3, thì các em sẽ lấy điểm trừ 3 trên trục y. Điểm trừ 3 đây. Lấy điểm trừ 3 trên trục y. Rồi sau đó chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục y. Đó. Chúng ta sẽ được đường thẳng y bằng trừ 3. Vậy thôi. Mình xong câu B. Câu C. Trừ 3x cộng 0y bằng 2. 0y thì bằng 0 rồi. 2x bằng 2 chia trừ 3 là trừ 2 phần 3. Từ đó, tất cả các nghiệm của phương trình đã cho, sin thì gây ra phương trình trừ 3x cộng 0y bằng 2. Được biểu diễn bởi cái đường thẳng
có phương trình là x bằng trừ 2 phần 3. Rồi bây giờ chúng ta vẽ cái đường thẳng x bằng trừ 2 phần 3. X này, O này, Y này, đây là mặt phẳng tọa độ. Trừ 1 này. Thì đây, đây chính là trừ 2 phần 3 của chúng ta. Từ điểm trừ 2 phần 3 trên trục OX, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Đây chính là đường thẳng x bằng trừ 2 phần 3. Xong ha. Mình qua câu D. Câu D. Trừ 2x cộng y bằng 0. 2, 2y bằng trừ 2x mình chuyển sang phải. Y bằng 2x. Đó. Từ đó các nghiệm, ghi đầy đủ là tất cả các nghiệm của phương trình trừ 2x cộng y bằng 0 được biểu diễn bởi cái đường thẳng y bằng 2x. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hai điểm để vẽ đường thẳng này. Thì đối với câu B và câu C thì chúng ta không cần lấy hai điểm ha, mà nếu mà chúng ta lấy hai điểm thì cũng được thôi, nhưng mà mình không cần thiết bởi vì mình làm như vậy nó lâu. Còn nếu mà lấy hai điểm câu B câu C lấy như thế nào thì các em xem ở video lý thuyết nha, thầy có chỉ. Còn bạn này thì chúng ta không vẽ ngay được, chúng ta phải lấy hai điểm x này, y này, cho x bằng 0. X bằng 0 thì mình được y bằng 0 luôn. Nếu mà bây giờ chúng ta cho y bằng 0 thì x cũng bằng 0. Đúng không? Thì nó trùng với bạn này nên không được. Nên giờ mình cho x bằng 1. Thế vào đây thì chúng ta được y bằng 2. Đó, bây giờ chúng ta vẽ cái đường thẳng thôi. Trục tọa độ đây. X bằng 0, y bằng 0 là điểm này, chính là góc tọa độ. X bằng 1, 1 đây. Y bằng 2, 2 đây. X bằng 1, y bằng 2 là điểm này. Nối hai điểm 0, 0 và 1, 2 lại thì chúng ta được đường thẳng y bằng 2x. Rồi. Chúng ta xong bài 3. Mình sang bài 4. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho? Thì để một cặp số là nghiệm của hệ thì cái cặp số đó phải là vừa là nghiệm của phương trình này, vừa là nghiệm của phương trình này. Được chưa? Nghiệm của hệ chính là nghiệm chung của hai phương trình trong hệ. Bây giờ mình lần lượt mình thế vào thôi. Ta có 22 thế vào đây. 4 nhân x mà x bằng 2. Câu A ha. Trừ y mà y bằng 2. 4 nhân 2 là 8. 8 trừ 2 là 6. 6 thì khác 2. Có nghĩa là khác hay là nó khác là không bằng. Không bằng với phải. Rồi thế bạn này vào đây. X là bằng 2 cộng 3y. Y cũng bằng 2. Thì chúng ta được là 8. Đúng không? Mình được 8. Mà vế phải là bằng 7. Như vậy thì cũng không bằng vế phải. Từ đó mình suy ra cái cặp số 22 không là nghiệm của hệ đã cho. Hệ đã cho là hệ này. Rồi. Xong câu A. À, đơn giản đúng không? Rất là đơn giản. Câu B. Ta có tương tự như vậy, chúng ta thế vào.
4x trừ y 4 x x là 1 trừ y là 2. 4 trừ 2 là mình được 2. 2 là bằng vế phải. Bằng vế phải. Rồi mình thế vào phương trình thứ hai này, x cộng 3y mà x bằng 1 cộng 3y y bằng 2. Chúng ta được 7. Đúng không? 7 thì bằng vế phải. Đó. Bằng vế phải. Từ đây mình suy ra cái cặp số 1 2 là nghiệm của hệ đã cho. Suy ra 1 2 là nghiệm của hệ hệ đã cho. Rồi. Câu C. Câu C là trừ 1 trừ 2. Mình có gì? 4 nhân x. X là trừ 1. Trừ y. Y bằng trừ 2. Chúng ta được là trừ 4 cộng 2 thì bằng trừ 2. Vế phải bằng 2. Mà bạn này bằng trừ 2. Không bằng vế phải. Bạn này thế vào đây. X là trừ 1. Cộng 3y. Cộng 3. Y bằng trừ 2. Mình được trừ 6 với trừ 1 là trừ 7. Trừ 7 mà vế phải bằng 7. Không bằng vế phải. À, chỉ cần một bạn không bằng là suy ra nó không là nghiệm. Mà đây tới hai bạn không bằng lần. Từ đó mình suy ra cái cặp số là trừ 1, trừ 2. Không là nghiệm của hệ đã cho. Rồi. Mình xong. 14 ha. Chúng ta sang bài 5. Cho hai đường thẳng này. Câu A. Vẽ hai đường thẳng đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ ở đây. Vẽ hai đường thẳng đó. Thì mình lấy điểm thôi. X này. Bạn này chính là y bằng trừ 1 phần 2 x cộng 2. Rồi, bạn thứ hai, x nè, y bằng trừ 2x trừ 1. Đó, đây điểm. Bạn này, cho x bằng 0. Chúng ta được thế vào đây, mình được y bằng 2. Rồi, bây giờ mình cho y bằng 0. Mình thế vào đây, mình tìm x. Nè, thế vào đó mình tìm x. Thầy nhẩm cũng được, nhưng mà thầy chỉ cho các em cách nhẩm. Y bằng 0 này, thế vào đây nè. 0 bằng trừ 1 phần 2 x cộng cho 2. Thì cái số cộng 2 này mình chuyển sang bên trái là thành trừ 2. Đúng không? Rồi sau đó, để tìm x, nhân hai vế cho trừ 1. Rồi tiếp tục nhân hai vế cho 2. Nhân hai vế cho 2 thì bên 2, nhân 2 bằng 4. 1 phần 2 nhân 2 bằng 0. Bên trái còn x. Đó, x bằng 4. Mục đích chúng ta tìm x, cho nên chúng ta nhân cho 2 để nó mất cái số 1 phần 2 này đi. Rồi, tương tự như vậy, bạn này cho x bằng 0. Cho x bằng 0, mình thế vào đây. Mình được y bằng, theo đây, được y bằng trừ 1. Cho y bằng 0, mình thế vào đây. Chúng ta được x bằng trừ 1 phần 2, đúng không? Y bằng 0 thế này, x bằng trừ 1 phần 2. À, các em ghi này, 0 bằng 2x trừ 1. Trừ 1 mình chuyển sang bên trái là 1 trừ 2x. Đó, chia hai vế cho trừ 2. Đó, x bằng trừ 1 phần 2 ha. Bên phải còn x, bên trái là trừ 1 phần 2. Rồi, bây giờ mình vẽ thôi. Bài này thầy vẽ chính xác. Để mà mình làm những câu sau nữa. Nếu mà các em có vở ô ly thì các em dùng vở ô ly. Mình vẽ cho nó đơn giản nha. Thầy lỡ làm trên giấy này rồi. Đây là x nè. O nè. Y nè.
Rồi điểm thứ nhất, x bằng 0 y bằng 2. X bằng 0 y bằng 2 thì điểm này sẽ nằm trên trục. Thôi y. Đây, x bằng 0 y bằng 2 điểm này. Điểm thứ hai là x bằng 4 y bằng 0. X bằng 4 y bằng 0 là nằm trên trục OX. 1, 2, 3, 4. Đây. Điểm thứ hai chúng ta đây. Nối hai điểm này lại. Thì chúng ta được đường thẳng thứ nhất. Đường thẳng này chính là y bằng trừ 1 phần 2x cộng 2. Rồi mình vẽ xong cái bảng thứ nhất. Cái này mình gọi là bảng giá trị nha. Ở đây chúng ta có thể ghi thêm là ta có bảng giá trị. Xiên thì ghi vào thôi, không có cũng được, không sao. Ta có bảng giá trị. Rồi bây giờ bảng này. X bằng 0, y bằng trừ 1. X bằng 0, y bằng trừ 1. Điểm này sẽ nằm trên trục OY. Đây. 0. Trừ 1 điểm này. Rồi x bằng trừ 1 phần 2. Y bằng 0. Trừ 1 phần 2. Y bằng 0. Đây, trừ 1, trừ 2. Trừ 1, 2 bạn này. Trừ 1, 2 bạn này. Rồi. Bây giờ chúng ta nối lại. Đó. Chúng ta được đường thẳng thứ hai có phương trình là y bằng trừ 2x trừ cho 1. Xong ha. Mình xong câu A. Mình xong câu A. Câu B. Xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng trên. Xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng trên. Thì bình thường để mà xác định tọa độ giao điểm A thì chúng ta sẽ đi giải phương trình hoành độ giao điểm. Tuy nhiên bài này câu A người ta bảo mình là vẽ hai đường thẳng đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Thì lúc này chúng ta sẽ xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng này dựa trên cái đồ thị mà chúng ta vừa vẽ. Nha. Sau đó người ta còn bảo mình check lại nè. Tọa độ điểm A có là nghiệm của hệ phương trình này không? Tại sao? Rồi, đầu tiên là chúng ta đi xác định tọa độ điểm A. Đây. Tọa độ điểm A của chúng ta đây. Bây giờ xác định tọa độ này. Từ A chúng ta kẻ vuông góc với trục ơi. Đó. Thì mình thấy đi qua điểm này. Điểm này là 3. Từ A chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Nha, mình kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX. Đó. Đi qua điểm này. Điểm này là trừ 1. Điểm này là trừ 2. Như vậy thì tọa độ điểm A của chúng ta là 3 trừ 2. Được không? Tọa độ của chúng ta là 3 trừ 2. Đó là cách thứ nhất là chúng ta dựa vào cái đồ thị để chúng ta xác định tọa độ điểm A. Còn nếu mà chúng ta dựa vào phương pháp đại số để chúng ta xác định tọa độ điểm A thì chỉ luôn thì chúng ta làm sao? Xác định tọa độ điểm A bằng phương pháp đại số. Người ta gọi cái này là phương trình hoành độ giao điểm nha. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đã cho là
Đây thì nó là thế này. Điểm A này, điểm A nó nằm trên đường thẳng thứ nhất thì hoành độ của nó, điểm A này hoành độ thứ nhất mình chiếu xuống là trừ 2. Điểm A nó cũng nằm trên đường thẳng này, chúng ta chiếu xuống cũng cũng trừ 2. Có nghĩa là tại điểm A thì hoành độ của bạn này và của bạn này đều bằng trừ 2. Và cũng từ điểm A chúng ta chiếu vào đây, tung độ là bằng bằng 3. Của đường thẳng này hay là của đường thẳng này đều bằng bằng 3 hết. Hay chúng ta nói cách khác là cái cụm này nè bằng y, cái cụm này cũng bằng y. Do đó hai cụm này sẽ bằng nhau, đúng không? Trừ 1 phần 2 x cộng 2, cụm này bằng y, cụm này cũng bằng y. Cho nên là hai cụm này sẽ bằng nhau. Đó. Cái này mình gọi là phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng này. Lý do là khi mà chúng ta giải cái phương trình này thì chúng ta sẽ tìm được x. X lúc đó chính là hoành độ, x lúc đó chính là hoành độ của giao điểm của hai đường thẳng đã cho. Đó, được không? Phương trình này, cái phương trình này chúng ta giải tìm x thì khi đó x chính là hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đã cho. Nên mình gọi là phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đã cho là lấy hai cụm này bằng nhau. Nhớ y y nha. Rồi bây giờ mình giải phương trình này. Thì chúng ta chuyển x qua một bên, số qua một bên. Trừ 1 phần 2x. Đây trừ 2x mình chuyển sang bên trái là cộng cho 2x bằng trừ 1. Cộng 2 mình chuyển sang phải thành trừ 2. Đoạn này 2 trừ cho 1 phần 2 thì chúng ta được 3 phần 2x. Trừ 1 với trừ 2 mình được trừ 3. Từ đây mình có x bằng trừ 3 chia cho 3 phần 2 thì chúng ta được trừ 2. Đó, được không? Nè. X bằng trừ 2 này, đó. X chính là hoành độ của điểm A. Hoành độ điểm A này, trừ 2. Hoành độ điểm A này, trừ 2. Tung độ điểm A này là 3. Đó, bây giờ mình tìm tung độ coi. Từ đây chúng ta suy ra y bằng, chúng ta tìm ra được x bằng trừ 2. Chúng ta thế vào đây để mình tìm y, hoặc thế vào đây đều được nha. Bây giờ thầy thế vào đây cho nó đơn giản. Trừ 2 nhân x trừ 1. Trừ 2 nhân x mà x bằng trừ 2. Trừ 2 nhân trừ 2 trừ 1, đúng không? Nè. Trừ 2 nhân x trừ 1 là trừ 2 nhân 2 trừ 1. Chúng ta được 4 trừ 1, mình được 3. Đó, được 3 này, thấy chưa? Tung độ của điểm A là 3, hoành độ là 2. Từ đó chúng ta suy ra điểm A của chúng ta. Điểm A của chúng ta là giao điểm của hai đường thẳng trên, chính là hoành độ là trừ 2, tung độ là 3. Đó. Mình làm xong mình đối chiếu. Ở đây mình cũng có này, A này, trừ 2. À, vậy là mình làm đúng rồi đúng không? Rồi, mình xong câu B. Câu C. Tọa độ của điểm A có là nghiệm của hệ phương trình này không? Tại sao? Thì giờ mình thế vào thôi. Mình thế vào. Mình thế tọa độ điểm A vào đây. Câu C này. Ta có. Thì hiển nhiên là tọa độ điểm A sẽ là nghiệm của bạn này. Vì điểm A của chúng ta nó vừa thuộc cái đường thẳng này, vừa thuộc đường thẳng này, đúng không? Mà đường thẳng này chính là bạn này, còn đường thẳng này chính là bạn này, đúng không? Đó, nhưng mà
Để chứng minh cho nó kỹ thì bây giờ mình thế vào thôi. Ta có trừ 2, mình thế vào đây, thế vào x, cộng 2y, y là bằng 3. Chúng ta được là 6 trừ 2 là 4. 4 là bằng bằng vế phải. 2 nhân x, x là trừ 2, cộng y bằng 3. Mình được trừ 4. Trừ 4 cộng 3 mình được trừ 1. À, trừ 1 cũng bằng vế phải của phương trình này. Bằng vế phải. Từ đó mình suy ra điểm A có tọa độ là 2, 3. Là nghiệm của hệ phương trình này. Là nghiệm của hệ x cộng 2y bằng 4 và 2x cộng y bằng trừ 1. Rồi, chúng ta đã xong các bài tập ở trang 14. Rất là biết ơn các em đã xem hết video. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye!